không? Buổi picnic hàng năm của nhóm đồng hương Bình Thuận Toronto trong vài năm gần đây đã trở thành một sự kiện không thể thiếu vắng trong các sinh hoạt của cộng đồng. Được tổ chức tại công viên Humber Bay ở phía đông nam của thành phố Toronto trong một ngày mùa hè, buổi picnic là cuộc họp mặt đông đảo nhất của đồng hương Bình Thuận và thân hữu ở vùng Toronto. Mời quý vị theo dõi tiếp phần cuối của phóng sự về cuộc hội ngộ này. Một trong những điểm đặc biệt của buổi picnic của nhóm đồng hương Bình Thuận đó là món bánh căn, một món ăn dân dã rất phổ thông trong vùng Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang, Nha Trang. Có hai lò bánh căn truyền thống được mang từ Việt Nam sang, trong dịp này đã đỏ lửa, gợi lại biết bao hình ảnh đẹp của quê hương Bình Thuận. Thưa cô, đây có phải bánh căn không ạ? Dạ phải, món này là món bánh căn đặc sản của Phan Thiết. Món bánh căn này đó được làm từ các vật liệu như thế nào hả thưa cô? Dạ, chỉ bằng bột gạo xong rồi khi đổ thì không cần dầu gì hết, nó khác với bánh khọt. Và mình chỉ bỏ hành lên và ăn với nước mắm hoặc là ăn thêm với cá kho, rất là ngon. Nhìn ở ngoài thì rất là đơn giản nhưng mà ăn thì ngon. À, cô có phải là dân Phan Thiết không ạ? Dạ, cháu nội của Phan Thiết. Dạ, cái bánh căn này đó thì nếu như mà ở Toronto đó thì có thể mua được ở một cái quán ăn nào hay không thưa cô? Không bao giờ kiếm được ở Toronto hoặc là bất cứ ở đâu. Nó là đặc biệt, một năm chỉ có một lần ở đây thôi. Những cái món khác thì có thể mua, còn bánh căn thì không. Một món ăn khác cũng được nhiều người chiếu cố đó là món mì Quảng Phan Thiết. Đây là một món ăn có nguồn gốc từ món mì Quảng của vùng Quảng Nam, được chế biến lại theo phong cách Bình Thuận. Dạ, mì Quảng Phan Thiết có thể là họ nấu với lại có tôm, có thịt heo và có hủ tiếu với mì trụng giá vào. Và sau đó thì trang nước vừa sắp với lại cái mì với cái hủ tiếu thôi, đậu phộng và cho tương ớt và rau thơm vô rồi ăn. Cô trông rất là còn trẻ, thế nhưng mà tại sao cô lại biết nấu món này ạ? Dạ, tại vì mẹ đã nấu cái này từ hồi đó tới giờ bao nhiêu năm ở ngoài vùng Phan Thiết tổ chức này đó thì mẹ đã nấu rồi. Thành ra em giúp mẹ để mà ngồi đây để làm từng tô mì cho những người ăn, thưởng thức. Hồi nãy tới giờ đó là khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi thì cô đã phục vụ được bao nhiêu tô mì Quảng cho các vị khách ở đây ạ? Cái đó thì rất là nhiều, nhưng mà năm nay mẹ nấu nhiều hơn mọi năm, tại vì mọi năm khoảng chừng 2-3 giờ đã hết hàng mì rồi. Năm nay mẹ em nấu tổng cộng 3-4 nồi lớn như thế này. Để mà vẫn còn cho tới giờ này cũng là 5 tiếng đồng hồ rồi. Hỏi nhỏ một câu này nha, hồi nãy giờ ăn có ai chê không? Dạ, hầu như không có ai chê, nhưng mà có nhiều người họ không hiểu được cái miền Phan Thiết ăn như thế này. Buổi picnic của nhóm đồng hương Bình Thuận vùng Toronto đã diễn ra một cách đơn giản, không cầu kỳ, không nặng về hình thức. Mọi người dù là người Bình Thuận hay thân hữu đều đến với nhau trong tinh thần hòa đồng, thân ái. Cảm ơn Việt Tiến, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài. Thực sự là tôi tới đây vì là bởi vì tôi cũng là họ Phan mà. Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết cũng là gần kế bên nhau, rồi mang họ Phan, thành thử tôi phải tới đây để mà sinh hoạt, chứ không thể không có mặt được. Thưa anh, trong buổi sinh hoạt hôm nay đó thì có rất là nhiều các món ăn của quê hương Phan Rang, Phan Thiết và Phan Rí. Thế thì anh có thể cho biết là anh thích món ăn nào nhất ạ? Món ăn mà tôi thích nhất ngày hôm nay đó là một người Bắc mà nấu cái mì Quảng mà tôi thấy rằng nó quá tuyệt vời. Tôi đã ăn rất nhiều lần ở tại quê hương rồi, thuở trước, nhưng mà bây giờ thì ở mì Quảng là coi như đã cho tôi thấy rằng mì Quảng ở đây và với chị Diễm đã nấu cho ngày hôm nay với cái hội Phan Thiết, tôi thấy rằng vô cùng ngon và rất ngon. Thưa anh, trong một cái không khí rất là vui tươi hôm nay đó thì anh sẽ hát bài gì thưa anh? Trong buổi sinh hoạt thường thường như thế này thì không có bao giờ có hát, nhưng mà chỉ bán vé số hay là chỉ đi giúp vui làm những cái chuyện vui vui thôi.
Dê so ế đi. Mua lẻ lên coi chừng không trúng đó. Mua lẻ lên coi chừng không trúng. Dê so hết. Bây giờ đi mua. Ngày vui nhất là được gặp lại tất cả các bà con đồng hương Phan Thiết. Sau những ngày mệt mỏi mà ngày lễ được nghỉ và gặp nhau thì rất là vui. Và ăn được nhiều món ăn ngon, nhất là bánh xèo. Một năm chỉ ăn được một lần thôi. Cảm tưởng của tôi thì vì cái gốc quê hương của tôi Bình Thuận thì ở đây họp mặt tất cả anh chị em ở đây là cũng ở Bình Thuận với chúng tôi. Thì tôi rất nghĩa là một năm mới có họp mặt một lần thì cũng gặp lại mặt là rất vui mừng trên đất khách quê người. Bên cạnh những người sinh trưởng tại đất Bình Thuận với đầy ắp kỷ niệm về vùng đất này, thì buổi picnic còn tạo được những tình cảm rất đặc biệt, nối kết tình quê hương cho các thế hệ tiếp nối lớn lên ở Canada. Tuy là em sinh ra ở Phan Thiết, nhưng lớn lên ở đây em không có biết gì về Phan Thiết hết đó, nhưng mà lúc mà em tới đây thì em thấy cái sự nó gần gũi như thế nào á. Con thích gói bánh canh nhất. Con thích ăn cái gì nhất? Con thích ăn bánh canh với lại bắp. Đồng chúc em rồi ba. Thế đằng số 043 5247. Hai lần nữa. Hai lần nữa. Trời ơi trời. Hai lần nữa. 5247. Thưa quý vị, buổi picnic của Hội Bánh Căn Bình Thuận đã ghi thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Và những kỷ niệm này chắc chắn sẽ là một mối dây vô hình, gắn chặt hơn nữa tình tương thân tương ái giữa những người con dân Bình Thuận nơi đất khách quê người. Việt Tiến tường thuật từ Toronto, Canada.